Mở đầu video mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người một ngày luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bữa nay mình đi cây giường để sắn mấy mục măng tiếp. Thì thấy cây nhãn bữa nay trái bự bự hơn rồi nè. Sắp có nhãn ăn rồi. Trời mưa trên ngoài giường rất là bẫy. Đây có mấy mục măng vừa vừa chứ không có bự lắm, nhưng mà nó cũng đã già rồi, 4 mục luôn, 4-5 mục gì đó, 1, 2, 3, 4, đây 1 nữa. Mấy mục này nó sắp già hết rồi, tre thì để nhiều quá cũng không biết xài, cho nên sắn măng để vô bữa nay nấu vịt hầm măng. Cá kho cà, cá bạc má cà. Phải, kêu bằng con cá chát, cá gì á. Cá chát hả? Biết là tên lạ lạ. Từ đi ngộ ta, củ nó trắng nhất, củ nó ngà ngà, nó vàng vàng. Đây là măng. Đây là vịt. Đây là cá. Đây là từ. Măng này mình luộc khoảng nửa tiếng, xong rồi mình mới vớt ra, mình nấu cái nước khác để mình hầm nha, chứ mình không có sử dụng cái nước này. Không có chịu lộ
khoái ăn cái mùi măng. Không có chịu luộc, bỏ thịt bỏ măng vô hầm luộc luôn. Măng thì có bầu thì mình thấy người ta nói ăn được chút ít thôi, không ăn được nhiều, cho nên là cho bầu ăn một hai miếng thôi. Để ghiền. Còn nhiêu ăn thôi từ. Ủa cái này cái gì nữa vậy? Canh cua nấu cho mẹ, cua đồng. Nữa hả? Bị xíu canxi rồi cho ăn vô cho nó có canxi. Cua xôi rồi bỏ khoai tây vô. Rồi mình tắt lửa. Này nồi canh khoai tự, canh cua khoai tự. Thế này là cá biển kho cà. Này một chút nữa cũng chín nè. Giờ còn món mấy thứ cá, cá cha mình chiên tươi, với lại măng, vịt hầm măng nữa. Rồi sau hơn nửa tiếng mình luộc măng, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Giờ mình sẽ khử tỏi cho nó thơm rồi bỏ vịt vô xào. Xào để cho nó thơm, nó bán cái mùi hôi của vịt. Nay chị Tư giận tím người luôn. Giận ai tím người vậy? Ai biết, giận chồng. Giận chồng tím người luôn hả? Ừ. Chưa vậy? Nó thấy tím người chưa rồi đó. Rồi bỏ vô. Em tính cho nó hồi nó săn con rồi mới đổ nước vô nó mau mềm thôi. Cá nó cũng ít cái dính dầu. Được rồi, chiên hai khứa trước. Cái này bầu trời vẫn còn đang âm u. Quay dạt ở trên giường, quay chèo ở dưới ghe, đúng không? Hay quá em. Mình sẽ nêm vô cái nồi măng này một tí muối, bột ngọt với chút xíu đường. Măng nó xe ra nước hơi màu vàng vàng nhẹ. Cái nước luộc đầu nó xe ra cái màu vàng rất là đậm. Tuy là cái măng mình thấy màu trắng. Bữa năm rồi. Là bị năm rồi. Hồi còn nhỏ đâu biết bữa đâu. Bữa năm rồi trắng trắng này ăn ngọt quá ha. Rồi cái bữa này mà ăn ngọt là ngon lắm luôn á, chua chua ngọt ngọt. Mời bạn ăn nha. Đó không biết đâu, bữa nào ăn vô bị bữa năm rồi. Thì đó sợ thấy bà luôn, mỗi lần nó ăn nó xin ba. Không xin sợ bị năm rồi. Ai rồi ăn vô bị 10 rồi. Cái bữa này đúng ngon. Chua, ngọt, chua chua, ngọt ngọt.
Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm gia đình cùng với mình nha. Canh khoai từ cua. Măng này chắc đầu mùa quá. Mùa không vậy rồi. Đâu có, ở nhà mình đi của người ta ở ngoài là tao đầu mùa lâu rồi. Không vậy mình ăn cũng mấy lần rồi. Ba lần. Ba lần. Chiên cá nhá, lại xưa chuyên môn ăn cá là chiên. Cá lại không? Cha dễ khá đâu con nhiều. Nhỏ ở quê đây ăn cá này. Ăn cá này. Cái bụng kìa. Béo. Còn khoai không dẻo mẹ nấu nước trong khe. Lóng luôn ha. Múc bọn hậu nó lóng, lóng nước nó trên trong khe. Nó bờ giờ, bờ giờ. Bún, tổng, bún à. Ăn thử không biết ha. Ngon lắm. Ăn bà dẻo như bà tấn không? Dẻo quá. Nghe mắt kẻ hèm. Nghe mắt kẻ hèm. Nhưng mà phải ăn cái này kèm leo, khoai lang. Khoai lang cắt miếng miếng vô nấu chung. Cháu kỳ quá cháu ơi. Chắc 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 chắc. Chắc chắc chắc. Nên làm gì đây? Rồi làm bánh pizza cho Nguyên. Bột đó là bột gì? Bột mì đa dụng 250g. Làm cái đế bánh nè. 160ml nước hoặc là 160ml sữa. Dằn tí bột đường, tí muối. 5g men nữa chứ.
giờ mình để vô cái lò, xong mình có cái chế độ lên men nè. Sao phải đậy nắp lên nữa? Để nó khô quá, nó ăn nắng rồi thì nó khô bột. Thì chị Bốn đang xào thịt bằm với lại củ hành tây. Cái này bỏ cái tương ớt hay gì đúng không? Gà. Vậy đi. Chị Bốn nãy giờ chạy đi mua bắp nữa. Bắp này chắc ta có bỏ gì vô ăn sơ ghiền nè. Thì nó lên men nó phải ấm ấm vậy. Nướng tính nướng cái một và hai cái nướng mất công lâu quá à. Coi ngón tay của nó nè, ngón tay nó dài thòn vậy đó. Bàn tay anh đâu, anh thề cho ngay đây giống phần tay ai thề luôn, nhìn nó giống phần tay ai, nhìn nó giống phần tay em, nó giảm lên vậy nè, không có giảm nhưng mà nhìn ngón nó dài bằng mình rồi. Bằng tay nó dài. Nè, pha dầu hết cái này. Chứ thôi. Con dọc con hồi đó. Nhìn nó cười cho nó tròn lại rồi cho nó tròn lại đi. Nhìn nó cũng cười quá. Đâu đỡ rồi mẹ cán chỉnh mầm mày thử luôn. Này là bánh pizza hương vị miền Tây. Không sao mà nó phình lên như cái bánh bao. Hai chục phút. Một trăm chín, trăm tám. Nước trăm tám, hai chục phút hả? Ừ. Có mấy trái vàng vậy ta? Vàng, vàng cũng vàng. Cái vàng chắc nó sống được nhiều. Vàng chắc nó già đó. Trắng là nó non. Phải không? Cái này nó trắng nè, vậy nó non á. Ừ. Trắng bầu ha, bầu khoái mềm. Bầu vớt trắng rồi đó. Bầu vớt trắng rồi đó. Ăn trái với trái thiệt vậy hả? Ừ. Mời mọi người thưởng thức món bắp luộc. Bắp luộc. Bắp luộc. Trời mưa ăn bắp luộc. Mấy trái vàng vàng này nó cứng cứng đúng không? Ừ. Nguyên đồ rồi. Trái này non nè.
Trái này non rồi. Bắp quá sao? Bắp thôi. Bắt cá lần hai tay. Cá lần hai tay. Bắt tay sờ dính. Bắt tay nó phóng. Hai bắt tay con. Ngon mà nặng ngon dữ vậy. Dạ. Ba lên đi ngồi bắp. Ăn bắp nào. Nó mới mùa ra coi sao. Ngon lắm. Bắp rồi người ta lột chặn luôn. 15 ngàn ký hả? Ký được nhiêu trái? Ký mấy trái? Mắc hơn mình mua từ trái mà. Rẻ không? Rẻ hơn ký 5 trái. Bóp là đạt. Cái này nhầm ngàn ký cũng ôm trái 2 ngàn á. Vậy 2 ngàn rẻ không? Trái nhầm bóp 5 trái thì mình 6 trái. Nó bán vô bọc vậy 15 ngàn. 15 ngàn. Nó phân ra hai loại. Loại 15 ngàn, loại 10 ngàn. 10 ngàn cách nhỏ. 10 ngàn chắc có nghĩa bắp nó ở sâu nó dạng. Nó đếm ra thì dạng trái 2 ngàn á. Tính ra trái 3 ngàn chứ không phải 2 ngàn. Chị Năm chỉ đếm lộn á. Là bỏ muối 2 tính thôi mà. Rồi ăn rồi. Nè ba ăn nha. Cái dạ cái nhắn rồi. 15 ngàn. Thơm quá. Giờ chét nhân lên. Này bé Quyên. Bé Quyên kêu làm cho nó ăn. Này là tương cà. Này là phô mai bào sợ. Phút nữa bớt lửa, bớt lửa 150 ở trên 160 với 150. Rồi cái đế bánh cũng giòn sớt. Rất ngon. Hôm nay nó béo béo. Thịt bò nó mặn mặn. Thịt bò nó cay cay hay hay á. Cắt luôn bà, đừng nhé. Xé nó rất nhân á. Thử miếng. Xé nó rất nhân. Để cho Quyên nè. Mở đây con ăn miếng này ăn rồi. Ok, mở tư ăn thử. Mở tư. Đế bánh xốp, dẻo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào video sau nha.